Xin chào các bạn, hôm nay mình dự kiến là mình sẽ đưa các bạn đi thăm một vườn hoa hướng dương, một vườn hoa là lớn nhất và đẹp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem bà con được nghỉ lễ, bà con sẽ đi chơi vườn bông như thế nào nhé. Nhưng trên đường đi thì mình có ghé qua đường đầu, hiện giờ mình đang đứng ở trên đầu đường Lê Duẩn, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, ngay cổng công viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, mà thấy mọi người được ngày lễ nghỉ, bà con đi xả chét rất đông đấy, cả khách Tây Hàn Quốc sẽ sang đây thăm này. Mình sẽ room nhỏ vào cho đấy, các loại xe bà con đến rất đông các bạn. Đó, người đông đến lơm lượp đấy, các bạn thấy không, người đông như kiến. Tại vì sau một thời gian làm việc nó cũng hơi vất vả, hôm nay được ngày nghỉ lễ cho nên là bà con đã tranh thủ để đi vui chơi, đi xả chét. Đó, mình đây là hiện giờ đang đứng ở đầu đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Bình Khiêm. Đây là đường Lê Duẩn này. Đó, có những cái tòa nhà chọc trời luôn. Đây mình đang đứng ở đầu đường Lê Duẩn đây, trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đó, xe hơi bà con rất đông. Đó, rất đông. Đó, đây đầu đường Lê Duẩn, đây là tòa nhà Petro. Petro Việt Nam này. Đấy, các bạn thấy không? Rất cao, rất hiện đại, cao chọc trời luôn. Đó, mình muốn vào quay nhưng mà bảo vệ không cho. Đây là quang cảnh của ngã ba Lê Duẩn và Nguyễn Bình Khiêm. Đây là Thảo Cầm Viên. Đó, người rất đông. Đó, mình zoom máy cho bà con xem. Các bạn xem, đó, người đông khách Tây, khách ta, đủ các loại. Và bây giờ mình đưa mọi người đi ra vườn bông hướng dương nhá, vườn bông đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời các bạn theo chân mình nhá. Đây mình đã đi tới đây là khu vực này, cảnh mình thấy cảnh đẹp quá, mình quay để chia sẻ cho các bạn xem nhá. Đây là cầu mình đang đứng, là cầu Văn Thánh 2 thuộc quận Bình Thạnh. Và còn bên trên mình đây là cầu cầu vượt Metro này. Đó, đây là cầu vượt Metro, tuyến Metro đó. Còn đây các bạn thấy không, cảnh rất là đẹp, cũng thanh bình như nơi mọi nơi khác, có những cái tòa nhà chọc trời. Đó, mình zoom các bạn thấy có cò bay. Cò bay tuyệt vời chưa, thành phố cũng có, không phải là chỉ có nơi khác nha. Đây tuyến này là đi về hướng này là về trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh này. À, trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là gần phần hướng này thì hướng này thì đi ra quận Bình Thạnh, và đi tứ phương các nơi luôn. Còn thấy không? Toàn những nhà chọc trời. Đây,
tòa nhà 81 này, phát 81 này. Đó, phát 81 đó. Đấy. Những tòa nhà chọc trời. Rồi, bây giờ mình đưa mọi người đến vườn hoa hướng dương như thế này. Vườn hoa đẹp nhất và lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh nha. Xin mọi người theo chân mình đi nha. Đây là mình đang đứng ở dưới chân cầu Thủ Thiêm 2. Đây là sông Sài Gòn. Chân cầu Thủ Thiêm 2. Đó, tàu du lịch. Du lịch đường sông. Sông sạch trên sông Sài Gòn đó, còn bên kia là bên tàu rồi. Bên tàu đấy. Nếu được sống rồi tàu qua cái sóng lắm vô bờ. Cầu qua thẳng đấy vô bờ. Mấy cái móng băng cầu này, cái mấy móng băng cầu á cực kỳ chắc. Các bạn thấy móng cầu chia sẻ hai bên hai cột móng cầu cực kỳ luôn. Cái phóng là to như cái nhà nhà mình luôn. Rồi vô phóng ấy. Vô rồi. Đây là bến tàu đấy. Tàu du lịch đường sông đấy các bạn. Thưa các bạn, mình đã tới công viên Hoa Hướng Dương, bờ sông Sài Gòn. Đây là biểu tượng của công viên. Đây là biểu tượng. Đây, người dân dù nắng như thế nhưng mà người dân đến đã rất đông để chờ chương trình đêm nay sẽ bắn pháo bông tại khu vực này. Các bạn nếu mà có nhu cầu đi xem bắn pháo bông thì sẽ đến khu công viên bờ sông Sài Gòn nằm ngay cạnh cầu Ba Son. Các bạn cứ bấm Google Maps sẽ chỉ là cầu Ba Son là nhìn xuống là tới. Ở bên quận nhất đi sang là nhìn cái Ba Son là tới. Hôm nay có cả sân khấu, chương trình ca nhạc, các món ẩm thực ở quê. Hôm nay mình sẽ chia sẻ lên cho mọi người cùng xem. Đấy, bà con, cô bác, các bạn nếu mà đấy thì có nhu cầu xem bắn pháo bông. Đây là chân cầu Ba Son này. Đây là cầu Ba Son. Đó. Các bạn cứ bấm Google Maps chỉ cầu Ba Son này, đứng ở trên cầu Ba Son này nhìn xuống là tới là thấy. Đây là toàn cảnh của công viên. Các bạn xem mình là kênh mới, các bạn xem là có gì cho mình xin một like, một lần chia sẻ và một lần đăng ký để mình có động lực sẽ gửi đến các bạn nhiều những video hay hơn. Tổng diện tích của công viên bờ sông Sài Gòn nằm ngay chân cầu Ba Son có tổng diện tích là 20.000 mét vuông với chiều dài là 600 mét nằm dọc theo bờ sông Sài Gòn. Chiều sâu là từ 40 đến 60 mét. Đã công viên này là mở là lâu dài phục vụ bà con trong thành phố chứ không phải là chỉ trong dịp Tết. Tuy nhiên này công trình thì nhiều hạng mục chưa xong nhưng để đón chương trình năm mới thì tại khu vực công viên này đêm nay là sẽ bắn pháo bông tại công viên
bờ sông Sài Gòn. Cho nên là chủ đầu tư đã đưa vào sử dụng luôn. Đây là có cả đường sông, đường thủy. Đây là bến tàu thủy. Ai có nhu cầu đi đường thủy thì đi đến đây sẽ lên. Và mình thì đi đường bộ. Đêm nay là mọi người chú ý là đêm nay là bắn pháo bông tại đây. Và có rất nhiều chương trình ca nhạc, ẩm thực. Cho nên mọi người sẽ đến đây thưởng thức. Thưa các bạn, đây là vườn hoa hướng dương thuộc công viên ven bờ sông Sài Gòn đây. Biểu tượng của thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đó, vườn bông hoa hướng dương. Rất nhiều hạng mục công trình nằm dọc theo bờ sông Sài Gòn nhé các bạn. Bên kia là quận nhất, đó, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bên đây là thuộc thành phố Thủ Đức, cũng thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đường bộ, đường thủy luôn. Nhiều hạng mục công trình chưa xong nhưng mà chủ đầu tư cũng đã đưa vào sử dụng rồi. Nắng quá các bạn ạ, là mình đi đưa các bạn đi thăm vườn hoa ven bờ sông Sài Gòn thuộc thành phố Thủ Đức. Trời nắng quá, hai anh em hai thầy trò đi suốt từ sáng đến giờ lạc đường. Nhưng mà các bạn rút kinh nghiệm là các bạn nếu mà cũng muốn đến đây thì cứ bấm Google Maps chỉ đến cầu Ba Son, là người ta sẽ đưa đến. Mình nhìn bên trên cầu Ba Son nhìn xuống là thấy công viên. Đêm nay là bắn pháo bông cho mọi người. Đó. Xin chào các bạn nha. Đây mọi người đến rất đông, dù là rất là nắng nhưng mà mọi người đến rất đông các bạn. Thành phố Thủ Đức chúc mừng năm mới. Chúc mọi người sang năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Chúc mọi người sang năm mới thành công trên mọi lĩnh vực. Ở trong cái công viên vườn hoa ven sông Sài Gòn này, còn trong cái khu vực này thì còn có đình thần An Khánh trong cùng khu khuôn viên. Đây là đền thờ An Khánh này. Cùng trong một khu vực này luôn. Các bạn có thể đến sớm để cùng viếng thăm đền đình và đi thăm công viên. Đây là biểu tượng của hoa đồng tiền này. Xin kính chào quý khách. Chắc là đến Tết Tây thì đến Tết Dương lịch thì Tết âm lịch thì chắc hoa sẽ nở nhiều, nó sẽ đẹp lắm. Nhưng bây giờ thì mới đang lác đác thôi. Tôi cảm thấy cảm nhận của mình là thấy đẹp rồi. Đó, các bạn thấy không? Vườn bông hoa hướng dương rất lớn, phải nói là lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dọc hai bên bạt ngàn là hoa hướng dương. Đó, bên kia và bên đây mình sẽ quay vườn hoa dọc theo bờ sông cho các bạn xem nhé. Đó, người dân đến rất đông. Mặc dù là rất nắng nhưng mà
người dân đã đến. Đây là của kênh Minh Nước TV và Minh Nước Vlog, sư phụ của tôi đấy, ông thầy của tôi đây. Mọi người xem cho mình xin một lần like và một lần chia sẻ, một lần đăng ký để làm động lực cho mình sẽ làm nhiều video hơn gửi đến các bạn nha. À, ô, em bé dễ thương quá. Em bé. Mấy cô dù chưa nắng rồi cô chú vẫn đi. Tranh thủ đi chứ để chiều nay á. Chiều nay đông lắm. Đông lên. Đông lắm. Rồi bắt đầu á mình chen không nổi. Chen không nổi. Tại vì tuổi tác á. Với này chụp hình nhiều đông như dính nhiều người đó. Chiều nay là rất là đông. Đêm nay ở đây cũng có rất nhiều những chương trình ca nhạc rồi ẩm thực nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là đặc biệt là đêm nay đã bắn pháo bông tại đây, cho nên dạ bắn pháo bông tại đây, cho nên 12 giờ đêm nay bắn pháo bông đây nên là đông lắm, cho nên giờ các cô các chị lớn tuổi cho nên tranh thủ, sợ đông quá cho nên phải tranh thủ đi sớm. À, các cô các bác tranh thủ đi sớm, không sợ là chiều tối đông lắm không thể chen chân được. Mà trong bãi xe là người ta đã thông báo là từ 16 giờ gửi xe, từ 16 giờ đến 0 giờ là không cho ra và cũng không cho vào. Đến khi nào bắn xong pháo bông thì 0 giờ 15 bắt đầu mới giải quyết cho xe ra. Đây các bạn này, đây là bờ sông Sài Gòn này, bên kia là quận nhất nha các bạn. Đó, bến xe này, bến tàu du lịch này, du lịch đường thủy này. Đó, du lịch đường thủy này. Đó. Đây là bến tàu này. Đó. Đây là bến tàu du lịch đường sông. Đây là dọc bờ sông Sài Gòn. Đó, vườn bông hoang dương các bạn thấy đẹp không? Bát ngàn là bông. Tí quay ngang con cái chia sẻ. Đây là sông Sài Gòn. À, mé bên kia là thuộc về của quận nhất nha cả nhà. Quận nhất ha. Đây là bờ sông. Nước hiện tại là nó đang cạn dần. Đó là nước kém á cả nhà, còn nước rong á là nó dâng cao, đó người ta kêu bằng nước rong và nước lớn. À, đây là bờ sông nha con cả nhà, đây là bờ sông. À, cả nhà thấy đẹp không? Đó, còn bên đây là hoa hướng dương ha, những hoa này là nở trước, còn những hoa này là có thể là nở sau, có thể là chờ đợi xuân. À, đây là tách tây và tách ta, đó bà con đã trồng thì là có tính trước rồi, tách tây tách ta ha. Đây là những cái bông nhỏ đó cả nhà, là từ từ ha, một tháng sau có thể là đón xuân năm 2024 ha. À, còn bên đây là bờ sông. À, cả nhà thấy đẹp không, cực kỳ không. À, những cái tàu cao tốc nè, à, chạy chở khách du lịch đó. À, đi vòng cả nhà. À, là cực kỳ đẹp ha. À, mình chia sẻ cho bà con cô bác mình xem. Đây là sư phụ của tôi đây. À, trên sông lạnh chiếc thuyền trôi lơ lửng, chỉ mình ta ngồi lặng ngắm sao rơi, tiếng tiêu sầu nức nở giữa đêm khuya, mỹ nương có hiểu cho lòng này đau khổ. Sư phụ của tôi đấy. Ca một vọng cải lương. Dù là rất nắng nhưng mà bà con đến rất đông. Đây là toàn cảnh khu công viên bờ sông Sài Gòn. Quay chia sẻ cho mọi người cùng xem.
kênh mình thì kênh mới cho nên kinh nghiệm thì chưa có. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha. Cho mình xin những lời đóng góp chân thành nhất để mình có thể cải thiện được. Gửi những cái thước phim hay gửi đến các bạn. Đây là dọc bờ sông Sài Gòn, bên kia là quận nhất. Đó, bên đó là quận nhất, bên đây là thuộc thành phố Thủ Đức, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu Ba Son. Đó, các bạn thấy vườn bông đẹp không? Bạt ngàn là bông. Bạt ngàn là bông. Đây mình quay toàn cảnh khu vực này nha, cho mọi người cùng xem nha. Mọi người nhớ đón xem và tranh thủ nhất là tiết mục đặc sắc đêm nay là vào 0 giờ đêm nay sẽ bắn pháo bông tại khu vực này. Cho nên là nhiều các cô bác này tranh thủ đi sớm chứ không thì chiều tối nó đông quá không đi nổi. Đó, mình quay toàn cảnh cho các bạn nha. Đây trong đây là còn có đền thần An Khánh nữa. Cho nên trong khu vực này các bạn có thể đi tham quan khu vực và có thể là vào viếng chùa luôn. Đó. Bà nội, mọi người. Bà nội vui chưa? Bà nội 4.0, thời 4.0, rất xin tin. 2024 4.0, em bé dễ thương không? Phải đẹp chứ. À. 4.0, bánh tim đi. Đẹp lắm mọi người. Nhớ like cho chú nha. Dạ. Like nhiều hơn, 1.000 like. Rồi, cảm ơn bà nội nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Mặc dù là trời thì rất là nắng, thế nhưng mà người dân đến rất đông. Sau những ngày tháng lao động mệt mỏi, hôm nay được ngày nghỉ lễ Tết Tây, nên là tuy rằng là Tây thế nhưng mà ta lại vẫn cứ đi cổ vũ phong trào. Đó, mọi người đến đây là các bác dọn vệ sinh công trường để đêm nay chiều tối nay đón khách vào tham quan này. Đó, đón khách vào tham quan vệ sinh rất sạch sẽ, không quản ngại gì nắng gió, nhưng các bác lao động rất nhiệt tình để phục vụ tốt nhất cho bà con thưởng thức đêm nay. Trong đây thì nhiều những chương trình, những tiết mục ca nhạc nổi tiếng, những ca sĩ, những món ăn ẩm thực đặc sắc của thành phố. Mọi người đến chụp hình chia sẻ rất đông, mặc dù là nắng nhưng mà không quản ngại đâu, mọi người cũng đến. Bên đây mấy bác U60 đi nhưng mà nghe vẫn xì tin lắm. Đặc trưng của vườn hướng dương là như vậy, đặc sản chỉ có một hoa hướng dương. Đây là biểu tượng của công viên Sài Gòn. Biểu tượng của công viên Sài Gòn. Công viên bờ sông Sài Gòn. Đây là biểu tượng. U61 và U63 rất xì tin. Thời kỳ 4.0. Bà nội đã sắp trở nên 5.0 rồi chứ không phải là 4.0 nữa. Các bạn thấy không? Đây là sân khấu để biểu diễn đêm nay này. Diễn ra các chương trình ca nhạc rất là vui nhộn để chào đón năm 2024. Một sân khấu rất là rộng, có thể chứa được vài nghìn người. Đây là ekip chuẩn bị chương trình sân khấu đêm nay đây.
tất cả các bác đang hoàn thiện khâu cuối để chào đón quý khách trong đêm nay. Đây là toàn bộ sân khấu, sau này nhiều những chương trình ca nhạc đặc sắc. Nhân dịp năm mới, mình cũng xin chúc tới tất cả bà con cô bác, bạn bè một năm mới an khang và thịnh vượng. Kênh của mình thì mới lập cho nên mình rất mong được sự ưu ái của tất cả các cô bác, anh chị và bạn bè sẽ ủng hộ cho mình xin một like, một lượt chia sẻ, và đặc biệt là cho mình xin một lần đăng ký, một lượt đăng ký để mình lấy động lực lần sau mình sẽ review những video hay hơn và chất lượng hơn. Đây là video đầu tay của mình cho nên nhiều khi nó cũng không được như ý của các bạn, cho nên các bạn hãy đồng lòng thông cảm cho mình nhé. Đây là toàn cảnh, mặc dù là rất là nắng nhưng mà người đến rất là đông. Giờ chủ yếu là các vị đi ra khu vực vườn hoa chụp hình đó, bạn thấy không, sân khấu rất rộng, có thể chứa được vài nghìn người luôn. Mình tin rằng là sau này đây sẽ là một điểm đến vui chơi của người dân thành phố. Nếu các bạn gần xa các mọi miền Tổ quốc, nếu có nhu cầu ghé tham quan du lịch thành phố Hồ Chí Minh thì hãy ghé thăm một công viên tuyệt vời như thế này nha. Mọi người sẽ đến là không bao giờ sợ đói nha. Tất cả các thứ rất nhiều, đồ ăn, đồ uống, nhậu, không bao giờ sợ đói. Đó, có cả cơm lam, thịt nướng, đậu, cả xôi nữa này, cả mọi người này. Ốc nữa này. Đó, cho nên mọi người cứ yên tâm đây, không cần phải ăn cơm ở nhà đâu. Đến đây ăn nơi luôn luôn. Ăn ngay và luôn đầy đủ tất cả các món, không thiếu một món gì, từ món ăn cho đến món nhậu. Đừng ăn nhà. Đừng ăn cơm nhà, sẽ đến đây mới thưởng thức được mấy cái món ăn. Đây là các vị đây, có cả cơm lam nữa này. Đó, cơm lam này. Đó, thịt nướng này. Trời ơi, tất cả các món luôn. Các bạn thích nhậu thì có đồ nhậu, mà thích ăn cơm có đồ ăn cơm. Không thiếu một thứ gì. Đây, gian hàng đây, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Mega Thịnh Phát. Đó, các bạn cứ đến đây là có đủ tất cả các thứ, không thiếu một món gì, nhân viên phục vụ rất tươi tỉnh. Rất vui tươi. Thưa các bạn, đây là cổng vào khu công viên ven sông Sài Gòn. Người ta gọi là khu công viên Hoa Hướng Dương. Đó, xe hơi, xe máy và mọi người tranh thủ đến rất là đông. Tại vì sợ là chiều tối nay là lượng người vào đông quá, cho nên là mọi người đã tranh thủ đi sớm. Nếu mà bãi xe thì từ 16 giờ là không nhận xe nữa. Mà những người nhận đã xe vào trong thì mọi người không cho ra, phải đợi khi mà đốt pháo xong đâu vào đó thì sau 0 giờ 15 phút thì xe mới được ra. Đây là lối vào. Các bạn thấy những tòa nhà chọc trời chưa? Đó. Đó, các bạn thấy không? Xe hơi lơm lượm. Đây là đường L12, lối vào. Các
bạn đi từ đường Tố Hữu đi vào đường R12, đường N12 là các bạn sẽ vào bên trong. Đó, xe hơi, taxi, mọi người bắt đầu giờ đổ. Bây giờ là 13h30, mọi người đã đến rất là đông. Đó, đây là công viên này, cổng vào công viên này. Hoa Hướng Dương, đây là biểu tượng của Hoa Hướng Dương. Đó. Đó, các bạn thấy không? Xe lượm lượp đi ra. Trong bãi đậu xe giờ mình đã thấy rất là đông xe rồi. Đó, xe hơi đã đậu dài dài xuống bãi tít dưới kia. Mọi người tranh thủ đi sớm mới sợ lát nữa đông quá, một là kẹt đường, hai nữa là hết chỗ gửi xe đó. Nên là mọi người nếu mà có nhu cầu thì tranh thủ đi sớm nha. À, kênh mình kênh mới nha, mình rất mong mọi người yêu thương yêu ái cho mình, xin một like, một chia sẻ và đặc biệt là một lượt đăng ký để mình lấy động lực mình đi tiếp. Review tiếp những chương trình đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán này cho mọi người cùng xem nha. Hoặc là có khả năng là phim video tương đối là dài cho nên mình xin phép dừng tại đây. Chúc mọi người sang năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người dân Việt Nam mình nha. Chào tạm biệt.